Thưa bác sĩ Trần Chí Cường, là alo bác sĩ đã có cơ hội được chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu của các bệnh nhân đột quỵ khi mà đưa đến đúng cơ sở y tế và đúng mốc thời gian. Tuy nhiên là cũng có một vài trường hợp đáng tiếc, đó là đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cách nhà chỉ 30 phút nhưng lại mất 4 tiếng. Và điều đó cho thấy rằng tầm quan trọng của việc nhận thức về dấu hiệu cũng như sơ cứu đột quỵ là rất quan trọng. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là khi trong gia đình có người thân bị đột quỵ thì chúng ta cần xử trí như thế nào và cần tránh những sai lầm nào? Còn đối với cơ sở y tế thì cần có những điều kiện gì để sơ cứu đột quỵ chính xác và kịp thời? Và trong quá trình làm việc của bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài ca trường hợp cấp cứu đặc biệt trong thời gian qua được hay không ạ? Kính thưa quý khán giả, thì thật sự đó là đối với cái bệnh đột quỵ đó, chúng ta chẩn đoán sớm, điều trị sớm thì luôn luôn đạt một cái hiệu quả cao nhất. Chúng tôi không thể nói đến một cái toàn vẹn 100%, tuy nhiên thì chúng ta chẩn đoán sớm, điều trị sớm thì giúp cho bệnh nhân có cơ may phục hồi một cách tốt nhất. Thì xin nói qua một tí xíu về cái vấn đề ý nghĩa cái thời gian vàng trong cái chẩn đoán đột quỵ và điều trị đột quỵ. Thì cái thời gian vàng trong cái chẩn đoán điều trị đột quỵ ngày nay đó, thì đối với những cái trường hợp mà tắc nghẽn mạch máu nhỏ thì người ta định nghĩa là trong 4 tiếng rưỡi sau khi bệnh nhân từ lúc có triệu chứng đầu tiên cho đến khi bệnh nhân đến lúc nhập viện đó, thì nếu như bệnh nhân đến bệnh viện trong cái khoảng thời gian 4 giờ rưỡi thì bệnh nhân sẽ được sàng lọc và sẽ được chỉ định điều trị một cái thuốc tan cục máu đông mà chúng ta nghe đến rất là nhiều. Có nghĩa là thuốc này chỉ được sử dụng tại bệnh viện, rồi bác sĩ chích thuốc vào cái tĩnh mạch, rồi sau đó thì cái thuốc đó nó đi vào vòng tuần hoàn, nó làm tan những cục máu đông nhỏ. Thì đó là cái thời gian vàng cho phép là 4 tiếng rưỡi. Và đối với cái thời gian vàng cho những bệnh nhân mà tắc nghẽn động mạch lớn đó, thì hiện nay cái thời gian vàng có nới rộng ra một chút. Tuy nhiên cái thời gian tốt nhất để điều trị bệnh nhân hiệu quả nhất theo kinh nghiệm của tôi cũng như là những khuyến cáo trên toàn thế giới đó là trong 6 giờ đầu. Có nghĩa là nếu như một bệnh nhân đột quỵ bị tắc nghẽn những mạch máu lớn trên não mà chúng ta không có điều trị tốt trong khoảng thời gian 6 giờ đầu thì cái việc điều trị càng xa thì cái tổn thương não càng nặng, và thậm chí có nhiều trường hợp mà lẽ ra chúng ta cứu được thì sau đó bệnh nhân lại tử vong, tại vì bệnh nhân đến bệnh viện muộn quá thì rất là tiếc. Thì chính vì những cái chuyện đó mà chúng tôi đã huy động bằng mọi nguồn lực để xây dựng những cái bệnh viện chuyên khoa sâu có thể cấp cứu được đột quỵ, mà điển hình là cái bệnh viện đột quỵ Cần Thơ thì chúng ta cũng đã đi vào hoạt động chính thức khoảng hơn 3 tháng nay. Thì để tránh những cái thời gian, tại khi mà chúng ta hiểu biết cái thời gian vàng nó như thế đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái quan niệm sai lầm. Quan niệm sai lầm thứ nhất là chúng ta coi bệnh đột quỵ là trúng gió, nghĩa là chúng ta nghĩ rằng cái này hôi chút xíu là hết, cạo gió, dắt chanh vô miệng, rồi là giật tóc mây, rồi có người thì chích lễ, có người thì coi như là thậm chí là đi cúng đi, nói chung là làm đủ trò hết. Đó là những quan niệm sai lầm. Và nếu như chúng ta làm như thế đó, một phút trôi qua thì bệnh nhân đột quỵ sẽ mất đi 2 triệu tế bào thần kinh. Và chúng ta cứ nhân lên 1 phút, 2 phút, rồi thậm chí 1 giờ thì cái não bệnh nhân gần như là gì tàn phế, tổn thương rất là nặng. Và chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp giống như là Mỹ Thi vừa trình bày đó, nghĩa là có những trường hợp rất gần bệnh viện thôi nhưng mà 4 tiếng đồng hồ, thậm chí 4 ngày mới đến bệnh viện, nghĩa là ở nhà cứ điều trị rồi thậm chí uống thuốc nam, uống thuốc bắc, rồi châm cứu chích lễ, rồi uống thuốc đông y gia truyền. Nói chung là chúng ta có rất là nhiều những cái quan niệm sai lầm. Do đó thì bà con, nói chung là quý vị các bạn nên tránh xa những cái sai lầm đó, tại vì bệnh đột quỵ hiện nay nó không còn là cái gì là mù mờ nữa hết. Chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh được bằng khoa học, chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được sớm và phòng ngừa di chứng cũng như là điều trị dự phòng tái phát, cũng như là tầm soát sớm, chúng ta có thể nói thêm trong ngày hôm nay. Và tại bệnh viện thì chúng ta làm gì? Đối với một bệnh viện có thể điều trị được đột quỵ thì cái điều kiện tối thiểu là cái chụp CT. Tại vì nếu bệnh viện mà không có máy CT thì không biết bệnh nhân là bị xuất huyết não hay là nhồi máu não. Thì đối với bệnh nhân mà bị xuất huyết não đó thì chúng ta không được phép chích thuốc tan máu đông. Đây là cái câu hỏi mà trong những chương trình trước mà tương tác với cái bạn đọc của Alo Bác Sĩ đó, chúng tôi cũng đã từng nói rồi. Thì có những trường hợp là nói bác Cường ơi, bây giờ là tôi có mua cái thuốc đó để nhà được không để chích, khi mà người thân có dấu hiệu của đột quỵ thì có chích thuốc được không? Thì xin thưa quý vị là hoàn toàn không. Tại vì cái thuốc đó không có chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết não. Tại vì nếu mà đang xuất huyết não mà chúng ta chích thuốc tan máu đông thì chúng ta sẽ tiễn đưa bệnh nhân ra đi nhanh hơn. Thế do đó thì chúng ta hết sức là lưu ý. Và phân định xuất huyết não hay là nhồi máu não thì chỉ được sau khi chúng ta chụp CT. Còn khi bệnh nhân đến bệnh viện có những cái triệu chứng điển hình của đột quỵ thì chúng ta chỉ nghĩ đến là đột quỵ thôi, chứ chúng ta không biết là cái thể loại nào
xuất huyết não hay là nhồi máu não. Thì theo thống kê đó thì 80% bệnh nhân đột quỵ đó là nhồi máu não, còn 20% đó là xuất huyết não. Mặc dù cái tỷ lệ là đột quỵ nghẽn mạch máu hay là nhồi máu não nhiều hơn, nhưng mà chúng ta cũng không được phép sử dụng những cái thuốc gì để lẫn lộn giữa hai cái nhóm đó, mà đặc biệt là giữa xuất huyết não và nhồi máu não. Chúng ta phải chụp CT càng sớm càng tốt để chúng ta trả lời bệnh nhân bị đột quỵ như thế nào thì chúng ta điều trị mới tốt nhất. Và tại bệnh viện chúng tôi còn có thể xử lý được bằng những phương pháp can thiệp trong lòng mạch để lấy cục máu đông ra nếu bệnh nhân có những tắc nghẽn mạch máu lớn. Và nếu bệnh nhân đến bệnh viện muộn đó thì cái việc tái thông đó thường là nó không hiệu quả, hoặc là để lại di chứng nặng nề, thậm chí có thể là tử vong. Nghĩa là mạch máu cùng khai thông được hết, nghĩa là đến 6 giờ cũng khai thông được, đến 10 tiếng cũng khai thông được, nhưng mà bệnh nhân đến trước 6 giờ thì khai thông xong cái não còn phục hồi, sau 10 giờ thì cái não không còn có thể phục hồi được nữa. Nhưng đó là ý nghĩa của thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích về thời gian vàng.